các bạn, mình là Michelle Nguyen. Mình là Michelle và em bé là Ellë. Chào các bạn, chưa like kênh của mình. Hôm nay mẹ trong của Michelle sẽ nấu curry và Michelle sẽ xem nếu Michelle có thể giúp gì cho mẹ. Đi nào. Ellë rất vui khi thấy bà nói. Đã ghê kìa. Đỏ đỏ mạnh vậy chưa? Làm xả. Xả là tàn. Lemon grass, yeah. Uh-huh. Lemon grass, this, that, two kind. And this one, tỏi. Tỏi. Gallet. Okay. Mm-hmm. This one. Nghệ. Nghệ. Dạ. Nghệ here. Nghệ here. Nghệ. That curry. Yeah, that curry. Nghệ curry. And this one, chicken powder. Vàng salt, muối. Muối. Vàng sugar, đường. Đúng. Đường. This one là đường but longer and then that's another kind. Oh, okay. Đường thẻ. Đường thẻ. Vàng là onion, white onion. Hành. Hành, dạ hành. Vàng là khoai lang. Khoai lang. Khoai lang chiên. Sweet potato, fries, and cheese. And coconut milk. That's a coi. Nước dừa. Nước dừa. Nước dừa. Nước cốt dừa. Nước cốt. Nước cốt dừa. Dừa. And chicken cut. Chicken cut. And ướp. Ướp thịt. That's my name. And half of this. Okay. Phân nửa. Phân nửa. And this one, phân nửa. And half too. Okay. Tỏi, phân nửa. Xem curry phân nửa. Phân nửa. Phân, phân nửa. Đó. Đó. Mình xem phân nửa. Không bát curry không? Bát curry. Yeah, bột curry. Oh, I thought turmeric and bát curry different, maybe not. Bột curry and nghệ. Different a little bit. This one for lightly, you know. That's a good color, you know. Yellow, not dark. Yeah. This one so smells so wrong. Nó mạnh quá. Mạnh quá. This one have, yeah. And this one sugar. And half sugar. Phân nửa, phân nửa. Yeah, that's it. And, give me that. And nước mắm. Fish sauce, a little bit. And wait about 15 minutes. Mỗi 5 phút. 15 phút và 15 tới 30 phút. Sao bao giờ? 30 phút, 15 phút.
nha. Cho nó thơm á, smell good á. Rồi xong cái con bỏ gà vô. Mất cả bao 45 minutes, 45 phút. Có thể thử không?
Con có thể múc miếng thử được không? You ask me. Yes. Ừ, được con. Bắt đầu. You want? Biết chúng mình là gì? Có nhìn không nhìn một phút nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn mọi ngày vui vẻ. Chào. Nói chào.